Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin chào các quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Thưa quý vị, xa xưa thì ông cha ta thường coi người đàn ông trong cuộc yêu như là một người giữ cương, một người thuyền trưởng. Quan niệm đó cùng với lại cái tâm lý là sợ bị chê cười, nên là các đấng mày râu thường là gặp rất là nhiều áp lực khi mà bước vào cuộc yêu. Và tuy nhiên thì các bác sĩ thường có chia sẻ là nhiều trường hợp là các đấng mày râu thất bại ngay khi vừa lâm trận. Vậy thì cùng với cái tình trạng đó thì các đấng mày râu đã tìm rất là nhiều cách để khắc phục, và trong đó thì có một cách đó là xem những bộ phim mát mẻ. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng tác dụng của cái việc làm này, tuy nhiên thì nó cũng đem đến rất là nhiều những tình huống dở khóc dở cười. Và với chủ đề ngày hôm nay đó là vợ đòi trả bài nhưng chồng phải xem phim nóng mới cương, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân để cùng nhau chia sẻ về những quan điểm xoay quanh cái vấn đề này. Xin chào bác sĩ Nguyễn Thành Luân ạ. Xin chào MC và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Bác sĩ Luân thân mến, anh thấy đấy, tôi vừa nhắc đến nỗi khổ của các đấng mày râu, nhưng trước khi nhắc về vấn đề này thì tôi xin được hỏi anh, đó là anh nghĩ gì về thực tế xem phim đen sẽ giúp cuộc yêu trở nên thăng hoa hơn ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi mà rất là nhiều người cũng đã hỏi bác sĩ về vấn đề là thực ra việc xem phim đen nó có mang lại cái cảm hứng, cái thăng hoa trong cuộc yêu hay không? Thì rõ ràng là hiện nay phim đen đang trở thành một trong những cái hứng thú của rất là nhiều anh, mà thậm chí có những anh còn nghiện phim đen nữa. Khi mà không được xem hoặc là không được tiếp xúc thì rất là khó chịu và bứt rứt. Một điều mà chúng ta cần phải đề cập nữa đó là ngày càng nhiều những cái bạn trẻ, thậm chí là lứa tuổi rất là nhỏ tiếp xúc với phim đen, như là học sinh cấp 2, thậm chí là học sinh tiểu học. Do đó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc hình thành tính cách cũng như là cái tâm sinh lý của các bạn. Thế trở lại với câu hỏi của bạn đó là thực hư cái việc mà xem phim đen nó có mang lại những cái hứng thú trong cuộc yêu hay không? Thì câu trả lời của bác sĩ đó là nó sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng một. Có một số đối tượng họ tìm được hứng thú, họ tìm được cái thăng hoa trong cuộc yêu sau khi họ xem phim đen, hoặc là họ phải xem phim đen, họ mới có cảm hứng để trao cho vợ, cho người yêu, cho bạn tình mình những cái cuộc yêu. Tuy nhiên ngược lại, một số người thì lại có cái cảm xúc ngược lại, tức là họ ám ảnh, họ ám thị vào trong cái tâm trí của mình những âm thanh, hình ảnh, những cái cô diễn viên nóng bỏng ấy, và họ nghĩ rằng, họ mường tượng rằng trong thực tế cái cuộc yêu của họ cũng sẽ diễn ra tương tự như vậy. Tuy nhiên thực tế thì cái cuộc yêu của họ không được như vậy, bạn tình không được hấp dẫn như là các diễn viên, cái không gian không được sang trọng như là trên phim, ví dụ như thế, thì họ gặp phải một cái thất vọng, cái nỗi chán trường và họ ám ảnh, thậm chí họ không dám quan hệ tình dục nữa. Vâng, nhân đây thì tôi cũng sẽ chia sẻ với bác sĩ một câu chuyện vô cùng thú vị như thế này. Đó là câu chuyện của một chàng trai năm nay 27 tuổi, còn rất là trẻ đúng không ạ? Vâng, và anh chàng này thì có chia sẻ là mặc dù mới 27 tuổi còn rất là trẻ, nhưng mà cảm giác với bà xã mới cưới thì đã không còn. Và nghe thì có vẻ là hơi vô lý, như bạn này chia sẻ là trước đó thì bạn có thói quen là xem phim người lớn từ năm 14 đến 15 tuổi đã xem rồi. Và giờ cứ gần gũi vợ thì phải xem phim mới trả được bài. Và liệu có phải xem phim đen quá nhiều dẫn đến cái việc là hình thành cái thói quen, mất dần cái cảm giác thật phải không? Anh có thể phân tích điều này không ạ? Như tôi phân tích ở trên thì cái tác động của phim đen đến mỗi người là khác nhau. Như trường hợp cụ thể của vị khán giả, đây là anh 27 tuổi, tức là đây là độ tuổi sung mãn của các anh, của các đấng nam nhi, và lại mới cưới vợ. Nhưng anh chia sẻ là không có cảm xúc khi gần vợ.
Và anh nghĩ đến một cái nguyên nhân là do mình thường xuyên xem phim đen, đặc biệt là từ khi còn rất là nhỏ tuổi, là 14 đến 15 tuổi. Thì có thể nói là đây là một cái trường hợp không bây giờ không còn là hy hữu nữa. Mà chúng ta đang gặp ngày càng nhiều những cái người mà chán trường, cảm giác sợ quan hệ tình dục khi mà họ tiếp xúc với phim đen rất là sớm. Và đặc biệt là cứ phải có phim đen thì mới có cảm xúc để mà quan hệ tình dục. Một trong các lý do rất là quan trọng dẫn đến tình trạng này đó chính là cái sự lạm dụng và phụ thuộc vào phim đen. Họ nghĩ rằng là cái tình dục thực sự trên thực tế sẽ phải như trên phim. Những cái tư thế, những cái âm thanh, những hình ảnh nó cũng phải giống trên phim. Và khi họ trở lại với cuộc sống đời thường, trở lại với người vợ, người bạn tình của mình thì nó lại không giống như trên phim nữa. Và họ rất là khó để tìm lại được một cái cảm xúc là bây giờ phải làm sao? Tôi mong muốn được một cái âm thanh như thế, một hình ảnh như vậy, một cô diễn viên nóng bỏng như vậy mà trước mắt tôi thì không phải như vậy. Họ cảm giác như mọi thứ nó sụp đổ, nó không như cái mường tượng của mình. Nên là họ có những cảm giác chán trường, thậm chí có những họ sợ hãi, họ không dám quan hệ tình dục nữa. Đối với trường hợp của anh đây thì là khi mà anh xem phim đen trở lại thì anh lại có hứng thú với vợ. Nhưng cũng có những trường hợp mà họ chai lì dần về cảm xúc và họ không muốn tiến đến cái cuộc yêu nữa, thì cũng là một trong những cái rắc rối không hề nhỏ đối với cuộc sống hôn nhân. Vâng, thưa bác sĩ, có tình huống là các đấng mày râu còn bắt vợ mình là thực hành những cái tư thế theo như là trong phim. Điều này thì khiến các chị em mà phải khóc thét lên vì vừa ngại ngùng mà lại vừa phải đau đớn. Vậy thì ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào ạ? Về vấn đề này thì bác sĩ cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả như sau. Đó là trên phim chúng ta được quan sát những cái cảnh phim thì chúng ta thấy là thứ nhất là các diễn viên trên phim đều là diễn viên chuyên nghiệp và họ được đào tạo để tham gia cái diễn xuất của cái ngành phim ảnh này. Thứ hai là ngoài cái việc diễn xuất tự nhiên thì họ được hỗ trợ bởi các cái kỹ thuật quay dựng phim khác nhau, do đó họ tạo cho người xem cảm giác rất thật, cảm giác như là nhìn trên phim ảnh thôi là họ muốn nhào vào cuộc yêu ngay. Tuy nhiên đấng mày râu cũng như là bạn tình của mình thì lại không phải là những diễn viên chuyên nghiệp và họ bắt chước những cái tư thế hoặc những hành động trên phim một cách rất là vật lý thôi, tức là họ thấy sao họ làm như vậy và họ không được hướng dẫn cái cách làm chính xác. Do đó thì dẫn đến rất là nhiều những cái tình huống trớ trêu, đó là gặp phải những cái chia sẻ mà bạn vừa chia sẻ xong, ví dụ như là bị đau này, thậm chí là chảy máu này, thậm chí là có những trường hợp gặp những cái tai nạn rất là hy hữu trong cuộc yêu, ví dụ như là gãy dương vật hoặc là những tổn thương nặng nề đến dương vật của bạn nam. Thì đây cũng là một cái hậu quả rất là đáng lo ngại vì cái việc mà chúng ta bắt chước nhưng mà không có lý thuyết. Vậy thì về lâu dài nếu áp dụng phim đen thì cái đời sống tình dục của nam giới sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Về lâu dài nếu mà lạm dụng phim đen á, thì có lẽ là đối với những cái đấng mày râu mà họ tìm được khoái cảm trong phim đen, họ tìm được khoái cảm cho chính họ và họ tìm được cả khoái cảm cho bạn tình của mình, họ nâng tầm cái cuộc yêu của họ nhiều cảm xúc hơn, nồng cháy hơn, thì có lẽ phim đen không phải là một sự lựa chọn tồi cho họ. Tuy nhiên ngược lại, đối với những cái trường hợp mà họ không tìm được cảm xúc, họ bị thôi chuột cái cảm xúc của mình hoặc là họ lo sợ về quan hệ tình dục, thì nếu như không sửa đổi cái thói quen lạm dụng phim đen thì sẽ trở thành một cái lo ngại rất là lớn trong cái quan hệ của hai vợ chồng. Thứ nhất là không tìm được tiếng nói chung trong quan hệ tình dục, trong chuyện phòng the, thì từ đó nó sẽ nảy sinh ra thêm những cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong cuộc sống thường nhật. Và ngoài ra thì cái việc mà không giải quyết dứt điểm các cái mâu thuẫn này lâu dần nó chất chồng, nó sẽ dẫn đến những mâu thuẫn lớn hơn
Và khi mà những mâu thuẫn không được giải quyết đến tận cùng thì chúng ta không nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ nội tại của hai vợ chồng, mà nguồn gốc sâu xa đã xuất phát từ chuyện chăn gối, từ chuyện phòng the. Vấn đề thứ hai đó là khi mà các anh nam giới lo sợ về quan hệ tình dục lại cày phim đen thì lại dẫn đến tình trạng đó là thủ dâm một mình. Thì cái tình trạng mà thủ dâm với phim đen và mất cảm hứng với vợ đấy, thì cái tần suất nó tăng dần cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cảm hứng tình dục cũng như là những cái tình trạng rối loạn tình dục cho các anh nam giới, và lại đi vào vòng luẩn quẩn là không làm cho vợ được vui, rồi xích mích dần lên, rồi thì mâu thuẫn nội tại lớn dần lên và họ không tìm được phương án giải quyết, thì những cái kết cục rất là xấu có thể đến được, có thể đến trong cái mối quan hệ của hai vợ chồng. Thì rõ ràng là ít nhiều cái việc lạm dụng phim đen nó cũng ảnh hưởng đến đời sống tình dục nói riêng và đời sống của hai vợ chồng nói chung. Vâng, thưa bác sĩ, đối với nhiều bạn trẻ khi mà tiếp xúc với lại phim nóng quá sớm thì rất là khó để cai. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào không ạ? Đối với những cái bạn mà tiếp xúc với phim đen từ rất sớm như mình chia sẻ, có thể là từ năm cấp 2, thậm chí là cấp tiểu học, các bạn đã tiếp xúc phim đen rồi và nó in hẳn trong đếp đi của các bạn một cái suy nghĩ dùng một cái ngọn lửa dục vọng lúc nào cũng ngược như vậy. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng được một cái ý thức cho mình rằng phim đen không thực sự tốt, không phải là phương tiện để xây dựng nên những cái cảm hứng trong tình dục của hai vợ chồng, là cái thứ nhất. Tức là chúng ta phải thay đổi từ trong suy nghĩ. Thứ hai là chúng ta cần phải có những cái hoạt động tích cực để cho cái trí óc của chúng ta nó tạm thời quên đi cái việc sử dụng hay lạm dụng phim đen. Ví dụ chúng ta có thể tăng cường cái thời gian làm việc, hoặc là tăng cường cái thời gian thư giãn bằng các phương tiện khác như là nghe nhạc, như là xem phim, và không để mình trong tình trạng một mình. Tại vì khi mà ở trong tình trạng một mình rất dễ họ tìm đến phim đen. Đó. Thế rồi chúng ta có thể tìm đến những cái môn thể thao, hoặc là tìm đến những cái phương tiện giải trí khác cùng với người thân hoặc cùng với người vợ, người bạn tình của mình, thì nó sẽ hạn chế được cái khoảng thời gian mà chúng ta lạm dụng và sử dụng phim đen. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đời sống tình dục như là một món gia vị không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta biết cách nêm nếm thì chúng ta sẽ có một món ăn thật sự là hoàn hảo. Còn nếu như chúng ta nêm nếm chưa đúng cách thì nó thật sự là một món ăn thảm họa. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Luân thì quý vị và các bạn đã có thể trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức về sức khỏe chăn gối và sinh lý nam khoa. Đến đây thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Thành Luân. Và nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thắc mắc, băn khoăn cần giải đáp thì có thể gọi điện về số điện thoại là 0854400102 hoặc gửi thư về địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com để được tư vấn. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.